Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục vào tiết bài tập tiếp theo. Cô sẽ nhắc lại kiến thức cũ cho các em và chúng ta sẽ sửa các bài tập trong tờ đề cương ôn tập. Đầu tiên, cô sẽ nhắc lại kiến thức cũ là chương trình của chúng ta gồm có hai phần, phần khai báo và phần thân. Phần khai báo của chúng ta gồm có khai báo tên chương trình, khai báo thư viện và khai báo khác. Phần thân của chúng ta gồm có bắt đầu phần thân chương trình, kết thúc phần thân. Và ở giữa phần thân là các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Dấu phẩy, dấu chấm phẩy ở cuối mỗi câu lệnh dùng để phân cách các lệnh với nhau. Các em thấy trong bài của chúng ta có dấu hai chấm bằng, đó chính là phép gán. Và phép gán được viết bằng cách là đầu tiên là biến hai chấm bằng biểu thức. Đây chính là cách chúng ta viết phép gán. Khai báo tên chương trình là program, từ khóa program. Khai báo thư viện là từ khóa use. Khai báo khác bao gồm khai báo biến và khai báo hằng. Khai báo biến từ khóa là var. Khai báo hằng từ khóa là const. Ngày hôm trước cô cũng đã nhắc lại cho các em cấu trúc khai báo biến và cấu trúc khai báo hằng như thế nào, thì chúng ta xem lại. Cô không nhắc nữa nha các em. Ở phần khai báo, nếu các em có thì bắt buộc chúng ta phải đặt trước phần thân chương trình, chúng ta không đặt ở trong hay là ở dưới phần thân. Bắt đầu phần thân là begin. Các câu lệnh mà máy tính thực hiện là các câu lệnh nằm trong begin và end. Kết thúc phần thân là end. Sau khi chúng ta soạn thảo hay người ta gọi là viết chương trình xong, thì chúng ta muốn dịch chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng phím Alt cộng F9. Chạy chương trình, chúng ta sẽ sử dụng phím Ctrl cộng F9. Lưu chương trình, chúng ta chọn File Save hoặc là chúng ta nhấn phím F2. Thoát khỏi chương trình Pascal thì chúng ta chọn File Exit hoặc chúng ta sẽ nhấn phím Alt cộng X. Cô nhắc lại các kiểu dữ liệu trong Pascal mà chúng ta đã học. Đầu tiên là byte. Byte là kiểu số nguyên có giá trị từ 0 đến 255. Các em nhớ cho cô những cái giá trị này để chúng ta chọn kiểu dữ liệu cho đúng. Integer, các em nhớ là chúng ta viết là chúng ta phải viết đúng chính tả. Là kiểu số nguyên và nó bắt đầu trong khoảng từ âm 32.768 đến 32.767. Vậy thì cái số nào nằm trong khoảng này thì chúng ta sẽ khai báo là integer. Còn nếu như lớn hơn 32.767 thì chúng ta sẽ chọn kiểu long int. Long int là cũng kiểu số nguyên nhưng nó nhiều hơn. Nó khoảng từ 2 tỷ 147 triệu 483.648 đến 2 tỷ 147 triệu 483.647. Vậy thì những số nào khoảng 2 tỷ, lớn khoảng 2 tỷ thì chúng ta khai báo kiểu long int. Còn lớn hơn 2 tỷ, 2 tỷ 100, 100 triệu như thế này thì thường chúng ta sẽ sử dụng số thực. Số thực có giá trị trong khoảng là 2,9 x 10 mũ trừ 39
đến 1,7 nhân 10 mũ 38 và cả số 0 nữa. Số thực có giá trị rất lớn. Vậy thì cái số nào mà quá lớn, khoảng 11 đến 12 số, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ chọn kiểu số thực. Và cô cũng nhắc lại cho các em nhớ là kết quả của phép chia chúng ta sẽ khai báo là số thực. Mặc dù cái phép chia đó, hai số, số bị chia và số chia đều là số nguyên, thì kết quả của chúng ta vẫn khai báo là số thực. Nhớ nha các em. Char là một ký tự bất kỳ trong bảng chữ cái. Nếu như chúng ta khai báo cái gì mà chỉ có một chữ cái thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng char. Còn hai chữ cái trở lên, có nghĩa là hai ký tự, thì chúng ta sẽ sử dụng string. Và chuỗi ký tự tối đa là 255 ký tự. Các em nhớ những con số này. Cô nhắc lại thêm một lần nữa phần quá trình giải bài toán trên máy tính. Chúng ta gồm 3 bước. Bước đầu tiên là xác định bài toán. Bước thứ hai là mô tả thuật toán. Bước thứ ba là viết chương trình. Xác định bài toán của chúng ta gồm có input là những gì đề cho và output là những gì đề yêu cầu. Mô tả thuật toán thì hôm nay cô sẽ nêu cụ thể hơn là bước 1. Chúng ta sẽ nhập vào những gì đề cho. Bước 2, chúng ta tính toán. Bước 3 là chúng ta in ra. Và bước 4 là kết thúc. Thì các em nhớ thứ tự những cái này để chúng ta làm bài. Tôi cho rất là dễ trong bài kiểm tra học kỳ của chúng ta. Bây giờ cô sẽ sửa một vài bài tập trong đề cương, tờ đề cương của chúng ta. Câu đầu tiên, để đóng chương trình Pascal, chúng ta sử dụng tổ hợp phím. Tổ hợp phím gì các em? Nhớ không? Chắc chắn là AND cộng X. Vậy chúng ta chọn câu B. Những câu mà lý thuyết thì cô sẽ lướt rất là nhanh nha các em. Từ nào sau đây là từ khóa? Chúng ta để ý ha. Từ khóa là chúng ta phải viết đúng chính tả. Vì nếu như chúng ta chỉ cần khác một chữ thì máy nó sẽ hiểu nó là chữ khác rồi. Ví dụ chữ begin thì từ khóa begin không có chữ s, vậy thì ở đây không phải là từ khóa. Tương tự chữ var cũng vậy, nó không có s, vậy đây cũng không phải từ khóa. Chữ use thì phải có s, vậy thì chữ use cũng không phải từ khóa. Vậy còn lại chữ const, vậy chữ const này đúng chính tả. Vậy ở đây cô sẽ chọn câu D. Để dịch chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng AND cộng F9. Vậy câu này chúng ta chọn câu A. Những câu lý thuyết cô sẽ đi rất nhanh. Để chạy chương trình thì chúng ta sử dụng tổ hợp phím Ctrl cộng F9. Tên nào sau đây là tên đúng thì chúng ta phải dựa vào quy tắc đặt tên. Các em nhớ quy tắc đặt tên. Ngày hôm trước cô đã nhắc rồi ha. Đầu tiên không có số ở đầu, vậy thì câu C của chúng ta không đúng. Thứ hai không có ký tự trống, vậy thì câu B của chúng ta không đúng. Thứ ba là không trùng với từ khóa, từ end này là từ khóa. Vậy thì ở đây câu A là đúng. Chữ begins có S thì nó không phải là từ khóa, vậy đây chính là tên đúng. Câu lệnh write line A có nghĩa là chúng ta nhìn vào write hoặc write line là chúng ta biết nó là in ra biến hoặc là ký tự nằm trong nó. Ở đây write và write line khác nhau một cái là đưa con trỏ xuống dòng và một cái không đưa con trỏ xuống dòng. Ở đây write line là đưa con trỏ xuống dòng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu B.
Câu lệnh const b bằng 3.14. Câu lệnh này chính là khai báo hằng nằm ở phần nào của chương trình Pascal? Chắc chắn nó nằm ở phần khai báo. Kết quả của phép chia 40 mod 8 là, các em nhớ, phép chia mod là lấy phần dư, diff là lấy phần nguyên, vậy 40 chia 8 sẽ được 5 dư 0. Vậy kết quả của chúng ta là câu C. Kết quả của phép chia 30 diff 8 là, diff là chia lấy phần nguyên, 30 chia 8 được 3, dư 6. Vậy thì kết quả của chúng ta là câu C, là 3. Các em nhớ mấy cái này không? Rồi, phần biểu thức viết từ toán học sang Pascal. Thì ở phần cái đề cương ôn cô cũng nhắc các em rồi. Nếu như chúng ta có biểu thức toán học là phép chia như thế này, có nghĩa là nó chứa, nó giống như phân số ha. Thì các em để ý cho cô trên tử và dưới mẫu, nếu như nó là dấu cộng hoặc dấu trừ thì bắt buộc chúng ta phải đặt cả tử và mẫu nằm trong dấu ngoặc. Còn nếu đằng trên tử mà nó là phép nhân thì chúng ta không cần đặt. Nhưng ở dưới mẫu mà là nhân, chia hay cộng trừ gì, dưới mẫu các em nên luôn luôn đặt dấu ngoặc cho cô nếu nó là biểu thức. Vậy thì ở trên câu này, A trên tử là phép nhân nè. Vậy thì chúng ta có thể đặt hoặc là không đặt dấu ngoặc cũng được. Nhưng dưới mẫu thì chắc chắn chúng ta phải đặt. Vậy thì ở đây câu B của chúng ta không đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ xem xét tiếp. Phép nhân trong Pascal là dấu nhân, là dấu sao. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu D. Câu E và câu B thì phép nhân trong Pascal không phải là dấu chấm. Vậy câu đúng của chúng ta là câu B. Các em nhớ nha. Nếu như ở trên tử mà dấu nhân thì chúng ta không cần đặt dấu ngoặc, như vậy cũng đúng. Còn ở dưới mẫu thì chắc chắn các em nên luôn luôn đặt dấu ngoặc, không có bị sai. Chữ Y này đặt trong cặp dấu nháy đơn, ngoặc đơn khác, nháy đơn khác nha các em. Thì lệnh write là lệnh in ra. Vậy thì nó sẽ in ra chữ Y bằng. Và đây chính là kết quả của phép toán 25 mod 4 là bậc 1. Vậy kết quả của nó là Y bằng 1. Chúng ta chọn câu B. Kết quả của lệnh write có nghĩa là in ra đó. Và đây là chúng ta toàn là biểu thức toán học. Vậy thì kết quả của nó sẽ ra số. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cái dấu ngoặc trước là 25 mod 7. 25 chia 7 thì được 3, dư 4. Và 9 mod 4 có nghĩa là 9 sẽ chia 4, được 2, dư 1. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là 1. Nó sẽ in ra số 1. Chúng ta chọn câu D. Biến B nhận các giá trị 6.8, 4.5, 2.50. Các em thấy dấu chấm như thế này thì chúng ta biết chắc nó là kiểu số thật. Vậy thì chúng ta chọn câu B. Không có gì để lăn tăn cả. Biến A nhận giá trị 32.4257. Những cái số này đều là số nguyên. Vậy chúng ta sẽ xem xét xem chúng ta sẽ chọn byte, integer hay là long int. Thì ở đây nè, số 32.000 nó vẫn nằm trong integer. Integer là 32.000
747 67 thì cái này chúng ta vẫn nằm trong integer được, và chúng ta vẫn khai báo là integer được nha các em. Chúng ta chọn câu A. Biến x nhận giá trị. Cô cũng đã ghi chú cho các em những cái gì mà được đặt trong dấu nháy đơn như thế này, thì chúng ta biết chắc nó là kiểu chữ. Nếu là một chữ thì chúng ta sẽ chọn char, còn nếu là nhiều chữ giống như thế này thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ chọn kiểu string. Chúng ta chọn câu C. Tiếp theo, biến A nhận các giá trị là 32, 250 và 35.000. 35.000 vượt ra khỏi giá trị của integer rồi, vậy thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ khai báo kiểu long int, tại đa số những số này, tất cả những số này đều là số nguyên, vậy thì chúng ta chọn là long int. Còn những số nguyên mà vô cùng lớn thì chúng ta bắt buộc phải chọn kiểu real. Biến x nhận giá trị A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 đặt trong dấu nháy đơn. Biến Y nhận 3.5, 4.40.0. Vậy thì chúng ta chọn khai báo nào? Chắc chắn chúng ta, X là chúng ta chọn kiểu string rồi. Và Y chúng ta sẽ chọn kiểu số thật. Vậy thì khai báo của chúng ta là X là string, Y là real. Chỉ có câu này là đúng thôi. Và các em nhớ cho cô cấu trúc khai báo biến. Đầu tiên, cô gán x bằng 35, y bằng 9 và z của chúng ta là x mod y, có nghĩa là chúng ta lấy 35 mod 9. Vậy thì chúng ta lấy 35 chia 9 và lấy số dư. 35 chia 9 được 3, dư 8. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu B. Câu này tương tự, x bằng 34, y bằng 9. Biến z của chúng ta là x dip y. Vậy thì lấy 34 chia 9 lấy số nguyên. 34 chia 9 là được 3. Vậy thì chúng ta chọn câu D. Biến y là tổng của hai số A và B. Vậy thì chúng ta nhớ cái biểu thức phép gán là biến hai chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Vậy thì ở đâu có dấu hai chấm bằng thì chúng ta chọn biến hai chấm bằng biểu thức là tổng. Ở đây cô viết sai, viết thiếu nha các em, phải là A cộng B đó. Nhưng ở đây thì chúng ta câu câu C sai nè, A trừ B. Vậy thì chúng ta chọn câu câu B. Tổng nha các em, phải là A cộng B. Câu C và câu B giống giống nhau. Các em nhớ đừng có sai nha. Rồi, chúng ta cũng biết phép gán là dấu hai chấm bằng. Ở đây thì chúng ta loại được câu C và câu D. Chúng ta đang lưỡng lự giữa câu A và câu B. Nhưng trong Mascam thì dấu nhân chúng ta là dấu sao. Vậy thì câu B sai. Chúng ta chọn câu A. String là kiểu sâu, gồm tối đa bao nhiêu ký tự các em? Hồi nãy cô cho cái bảng rồi. String là kiểu sâu, gồm tối đa 255 ký tự. Chúng ta chọn câu D. Tương tự, byte là kiểu số nguyên, có giá trị tối đa từ 0 cho đến 255. Chúng ta chọn câu C. Rồi, các em đọc đề cho kỹ. Tính diện tích S. Ở đây cô đặt biến tên sẵn. Ha, diện tích là S, chu vi là P của hình tròn.
Biết bán kính R là số nguyên được nhập từ bàn phím, số pi có giá trị là 3.14. Em hãy cho biết khai báo nào sau đây cho pi là đúng. Các em nhớ pi là giá trị 3.14, nó không thay đổi. Vậy thì pi chúng ta sẽ khai báo nó là hằng số, mà khai báo hằng chúng ta nhớ từ khóa là const. Vậy thì chúng ta sẽ loại được câu A và câu D. Tiếp theo chúng ta nhớ cho cô cấu trúc khai báo hằng là const tên hằng bằng giá trị. Vậy thì ở đây câu B là dấu hai chấm bằng thì không đúng. Dấu hai chấm bằng chúng ta sử dụng khi chúng ta sử dụng phép gán. Câu C của chúng ta là đúng. Rồi, cô cũng cho đề tương tự, nhưng cô hỏi các em là cho biết phép gán nào sau đây là đúng. Chúng ta muốn biết phép gán thì chúng ta nhớ cho cô công thức tính diện tích và chu vi của hình tròn. Diện tích hình tròn là bằng pi nhân r bình phương, hay là pi nhân pi, pi nhân r đó các em. Và chu vi chúng ta sẽ tính bằng 2 nhân pi nhân r. Vậy thì chúng ta sẽ có câu A. Diện tích là pi nhân r và chu vi là 2 nhân pi nhân r. Và câu D. Câu C, công thức đúng. Chỉ có câu B là công thức sai thôi. Vậy thì ở đây phép gán của chúng ta chắc chắn là dấu hai chấm bằng. Vậy thì chúng ta loại được câu A rồi. Vậy thì còn câu C và câu D. Các em nhớ là chúng ta phép nhân trong Pascal thì không có dấu chấm như trong toán học, mà là dấu sao. Vậy thì chúng ta chắc chắn chúng ta chọn câu D. Nhìn nó dài nhưng mà nó khá đơn giản nha các em. Rồi, câu 27 cũng là câu tương tự. Cô hỏi một câu hỏi khác, đó là chúng ta khai báo biến S và P. S và P thì chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ khai báo nó là kiểu số, số thật. Vậy thì khai báo biến chúng ta sử dụng là từ khóa var. Vậy thì câu D của chúng ta là không chọn. Và chúng ta nhớ dùm cô cấu trúc khai báo biến là var, tên biến hoặc là danh sách biến nếu từ hai biến trở lên. Các biến cách nhau bởi dấu phẩy rồi tới dấu hai chấm và kiểu dữ liệu. Chúng ta sẽ chọn câu A. Câu 28. Tính diện tích S hình tam giác với có chiều cao là H và cạnh đáy là các số nguyên được nhập từ bàn phím. Xác định bài toán nào sau đây là đúng? Các em nhớ xác định bài toán của chúng ta là input là những gì đề cho và output là những gì đề yêu cầu. Vậy thì ở đây đề cho là chiều cao và cạnh đáy. Vậy input của chúng ta là A và H. Output là S. Vậy thì câu B của chúng ta là đúng. Những câu này khá đơn giản ha các em. Rồi, câu 29 của cô là tính diện tích S. Cái đề giống như vậy nhưng cô cho các bước mô tả thuật toán. Các em hãy sắp xếp cho cô các bước mô tả thuật toán cho đúng. Các em nhớ hồi nãy cô có gợi ý cho các em. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập bước 1 lúc nào cũng là nhập vào những gì đề cho. Vậy thì chúng ta sẽ chọn bước 3 đầu tiên. Rồi bước thứ hai đó là chúng ta sẽ tính. Nhập vào xong chúng ta tính. Rồi thì chúng ta tiếp theo là bước 2. Tính xong thì chúng ta in kết quả. Vậy thì bước 1 và kết thúc là bước 4. Vậy theo trình tự của chúng ta là bước 3, bước 2, bước 1 và bước 4. Và câu D của chúng ta là đúng. Các em nhớ chưa? Câu 30. Các bước giải bài toán trên máy tính. Chắc chắn câu này rất dễ rồi, hồi nãy cô đã nhắc rồi. Ở đầu ha, là chúng ta đầu tiên là xác định bài toán, rồi tới mô tả thuật toán và viết chương trình. Chúng ta chọn câu C.
Cấu trúc câu lệnh điều kiện dạng đủ là if điều kiện, then câu lệnh 1, else câu lệnh 2. Phần này bài bài trước tuần trước cô đã nhắc rồi, hai các em, chúng ta chọn câu B. Giữa cái câu lệnh điều kiện if then else này thì chúng ta không hề có dấu chấm phẩy nào ở giữa nha các em. Nhớ cấu trúc cho cô, chừng nào nó kết thúc câu lệnh thì chúng ta mới có dấu chấm phẩy. Câu 32, chọn câu lệnh hợp lệ. Thì chúng ta sẽ xem xét nè. Đầu tiên, đa số là điều kiện của chúng ta là phép so sánh hoặc là cái kết quả của phép chia hay là phép cộng trừ gì cho kết quả đúng hoặc sai đó. Miễn sao nó cho kết quả đúng hoặc sai thì chúng ta đều sử dụng nó là điều kiện được. Rồi, ở đây điều kiện là dấu x bằng 5. Không có sai ha. Then hai chấm bằng, đằng sau nó là câu lệnh, thường câu lệnh nó sẽ là phép gán hoặc là một lệnh nào, lệnh in, lệnh gì đó, thì ở đây là gán x bằng x cộng 1. Mà nếu là người ta cho phép gán thì chắc chắn phải là dấu hai chấm bằng. Vậy câu A chúng ta thấy chưa có sai ha. Câu B thì các em thấy ở giữa if và then này có dấu chấm phẩy, vậy thì câu B không đúng nha, sai cấu trúc. Câu C cũng tương tự câu B. If then else ở giữa nó có dấu chấm phẩy. Vậy thì chúng ta cũng không chọn câu C. Vậy thì chúng ta sẽ chọn xem câu A và câu D câu nào đúng nhất. 5 2 chấm bằng 6 thì cái phép gán này nè. Cái điều kiện này không đúng ha. Nếu như các em để 5 bằng 6 thì nó mới đúng. Cho điều kiện đúng hoặc sai, nhưng mà ở đây là hai chấm bằng chỉ sử dụng khi các em gán thôi. Trong điều kiện chúng ta sử dụng so sánh là chúng ta sử dụng dấu bằng ha. Ví dụ ở đây chúng ta muốn sửa lại đúng thì chúng ta ghi là if 5 bằng 6 then ha. Vậy thì ở đây dấu hai chấm bằng thì điều kiện của chúng ta nó không hiểu dấu hai chấm bằng là dấu gì đâu. Vậy chúng ta chọn câu A. Câu 33 tương tự, các em tìm cho cô xem câu nào đúng. Đầu tiên chúng ta kiểm tra câu A. Tiếp sau lệnh này là điều kiện phép so sánh đúng ra. Đằng sau then, rồi phép gán. Rồi, câu A có thể đúng. Câu B, điều kiện x bằng 3 đúng nè. Điều kiện là phép so sánh. Hoặc là cho ra biểu thức đúng hoặc sai. Chúng ta đều chấp nhận ha. Then, đằng sau then là phép gán, mà phép gán ở đây nó ghi dấu bằng, vậy thì câu này sai nha. Rồi, ở đây cũng sai tương tự, chúng ta có dấu chấm phẩy giữa câu lệnh if then. Tương tự, câu D giống như hồi nãy sai là x 2 chấm bằng 6. Nếu các em ghi x bằng 6 thì nó đúng nha, vậy thì chúng ta vẫn chọn câu A. Rồi tiếp theo. Đầu tiên cô gán x bằng 10. Các em sẽ xem xét xem sau khi thực hiện câu lệnh if này giá trị của x bằng bao nhiêu. Điều kiện thỏa mãn thì nó thực hiện câu lệnh, còn không thỏa mãn thì không thực hiện. Giống cái này chính là câu lệnh điều kiện dạng thiếu. Ở đây x cô gán bằng 10. Điều kiện của cô là x lớn hơn bằng 0. Vậy thì 10 lớn hơn bằng 0, điều kiện này đúng nè. Điều kiện đúng thì nó sẽ thực hiện câu lệnh phía sau then là lấy x cộng 20. Vậy x hồi nãy giá trị của cô là 10, 10 cộng 20 ra 30. Vậy kết quả của cô là 30. Các em thử làm cho cô câu 35 xem nó ra bao nhiêu. Đầu tiên, x cô cũng gán bằng 10. Điều kiện của cô là nếu như x nhỏ hơn hoặc bằng 15 thì thực hiện câu lệnh sau then. Vậy thì ở đây điều kiện của chúng ta đúng nè, 10 nhỏ hơn hoặc bằng 15. Một trong hai ha, nhỏ hơn hoặc bằng. Thì chúng ta sẽ lấy x trừ 3, x bằng x trừ 3, lấy 10 trừ 3 bằng 7. Vậy câu trả lời của cô là 7. Tiếp theo câu 36.
Đây là câu lệnh dạng đủ. Điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh sau then. Điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh sau else. Các em nhớ vậy ha. Đầu tiên, x bằng 10. 10 không nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy thì điều kiện ở đây là sai. Vậy chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh sau else. Lấy x cộng 5. 10 cộng 5 ra 15. Vậy kết quả câu D của cô là đúng. Nhớ nha. Câu lệnh dạng đủ là điều kiện đúng thực hiện câu lệnh sau then. Điều kiện sai thì chúng ta thực hiện câu lệnh sau else. Nhớ vậy thôi. Rồi. Tương tự, ở đây cũng vậy nè. X cố gắng bằng 15. Nếu như 15 lớn hơn hoặc bằng 10, vậy điều kiện ở đây là đúng nè. Chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh sau then là lấy x trừ cho 15. Vậy cô lấy 15 trừ 15 ra 0. Thì kết quả của cô là câu A. Rồi câu 38. Đầu tiên cô gán x bằng 10, y bằng 15. Điều kiện của cô là x nhỏ hơn y. Vậy các em xem xét xem điều kiện đúng hay sai. 10 nhỏ hơn 15, điều kiện đúng. Vậy chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh sau then là chúng ta lấy x bằng x cộng y. Vậy chúng ta lấy 10 cộng 15 sẽ ra 25. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là câu B. Rồi. Tương tự, cố gắng x bằng 20, y bằng 15. Điều kiện của chúng ta, 20 có lớn hơn 15 không các em? Có nha, vậy điều kiện vẫn đúng. Vậy chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh sau then là lấy 20 cộng 15, chúng ta ra 35. Câu tiếp theo, x bằng 30, y bằng 7. Nếu x nhỏ hơn y, 30 không nhỏ hơn 7, vậy điều kiện sai. Thì chúng ta thực hiện câu lệnh sau else là chúng ta lấy x trừ y. 30 trừ 7 ra 23. Vậy kết quả của chúng ta là câu D. Cô đã sửa xong cho các em 40 câu hỏi. Còn những câu còn lại thì các em tương tự thì các em tự làm. Dặn dò của cô là các em làm cho cô bài tập điểm danh. Và các em nhớ làm lại tất cả các câu hỏi trong đề cương để chúng ta kiểm tra học kỳ. Tạm biệt các em.